Cách đây 13,5 tỷ năm, sự xuất hiện của vật chất và năng lượng đánh dấu sự khởi đầu của vật lý, sự xuất hiện của các nguyên tử và phân tử đánh dấu sự khởi đầu của hóa học. Sau đó, trong 9 tỷ năm tiếp theo, trái đất được hình thành. Ở Đông Phi, người tinh khôn phát triển, sau đó là cuộc cách mạng nhận thức, cuộc cách mạng nông nghiệp, cuộc cách mạng khoa học nhanh chóng thúc đẩy con người vượt ra khỏi trái đất. Với một bề dày lịch sử đồ sộ về loài người như vậy, có bao giờ các bạn tò mò và tự hỏi rằng tổ tiên của chúng ta là loài vượn người bằng cách nào có thể vượt qua được loài sư tử, hổ báo để rồi vươn lên trở thành con người hiện đại ngày hôm nay hay không? Để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cuốn sách Lịch sử loài người do Yuval Noah Harari sáng tác. Đây là cuốn sách được tạp chí The Guardian bình chọn là một trong những cuốn sách khác nhất về trí tuệ trong thập kỷ này. Yuval Noah Harari sinh năm 1976, là một nhà nghiên cứu lịch sử người Israel. Ông chuyên nghiên cứu về lịch sử thế giới, lịch sử thời Trung Cổ và lịch sử quân sự. Ông đã viết rất nhiều sách và Sapiens, lịch sử loài người là một trong hai cuốn sách được đánh giá nổi bật nhất của ông bên cạnh cuốn lịch sử tương lai. Sapiens, lịch sử loài người là cuốn sách được ông xuất bản lần đầu bằng tiếng Do Thái ở Israel vào năm 2011, bằng tiếng Anh năm 2014. Cuốn sách được chia thành 4 phần, từ cuộc cách mạng nhận thức, cuộc cách mạng nông nghiệp, sự thống nhất của con người đến cuộc cách mạng khoa học. Sách nói bao quát về lịch sử tiến hóa của loài người từ thời cổ xưa trong thời kỳ đồ đá cho đến thế kỷ 21, tập trung vào loài Homo sapiens hay còn gọi là người tinh khôn. Đây là một câu chuyện lịch sử lớn về nền văn minh nhân loại, cách chúng ta phát triển từ xã hội săn bắt hái lượm từ sơ khai đến cách chúng ta tổ chức xã hội và nền kinh tế ngày nay, được ghi chép lại với khuôn khổ, được cung cấp bởi ngành khoa học tự nhiên, đặc biệt là sinh học tiến hóa. Cuốn sách chạm được đến rất nhiều khía cạnh về quyền lực, tiền tệ, con người, tôn giáo, niềm tin và tâm lý của loài người. Trong lĩnh vực chính trị, ông bày tỏ rằng việc xâm chiếm của các đế quốc thực sự quá là một trong những yếu tố đã gắn kết hàng ngàn các dân tộc, bộ lạc nhỏ lại với nhau, và đặt ra một vấn đề rằng các nền văn minh của các dân tộc bị cai trị khi giành được độc lập có còn thực sự là họ nữa hay không, hay có mối nợ về văn hóa, tín ngưỡng của đế quốc mà họ bị cai trị, hay về việc liệu rằng cách mạng nông nghiệp có thực sự khiến cho loài người trở nên an nhàn hơn hay không, khi mà thực chất cơ thể sinh học của họ đã không được tạo ra để làm nông. Làm thế nào để một loài cỏ dại như lúa mì yếu đuối chỉ phát triển ở một số nơi nhất định là có thể trải rộng khắp trên bề mặt trái đất? Cuốn sách đã đưa ra những trăn trở cho mỗi người đọc để khơi dậy cho chúng ta những hứng thú từ thời sơ khai, đó là sự tò mò và muốn khám phá, hiểu biết về thế giới xung quanh. Cái hay của cuốn sách này là đưa ra những dẫn chứng, phân tích vô cùng thuyết phục về lịch sử để dẫn dắt người đọc bước vào một hành trình quay ngược lại thời gian từ khi loài người mới chỉ là một loài động vật không có gì nổi bật đến khi có vị trí cao nhất của tầng kim tự tháp, đóng vai trò bá chủ của trái đất. Bill Gates, chủ tịch tập đoàn Microsoft, đã nói rằng điểm độc đáo ở Harari là ông tập trung vào sức mạnh của câu chuyện và huyền thoại để đưa mọi người lại gần. Tôi muốn giới thiệu cuốn sách này cho bất cứ ai hứng thú quan tâm tới một cách nhìn đầy hấp dẫn và thú vị về lịch sử ban đầu của con người. Harari kể về lịch sử loài người theo một cách dễ tiếp cận, khiến bạn thật khó có thể đặt nó xuống. Qua đây, em muốn giới thiệu cuốn sách này cho bất cứ ai có hứng thú quan tâm tới một cách nhìn đầy hấp dẫn thú vị về lịch sử ban đầu của loài người.